Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video clip ngày hôm qua thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về một chiếc xe Toyota Yaris G phiên bản nhập khẩu, nhưng đó là chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Yaris, cũng là cái phiên bản nhập khẩu nhưng nó khác hoàn toàn với so với phiên bản Toyota Yaris hôm qua. Đó chính là chiếc xe Toyota Yaris phiên bản sản xuất tại Nhật, xuất Trung Đông ạ. Và anh em thợ nhiều khi hay còn gọi là nhập Nhật đấy ạ. Chính xác nó được sản xuất tại Nhật thôi, nhưng về Việt Nam mình thì không nhập trực tiếp từ Nhật Bản về được quý vị các bạn nhé. Cho nên là chiếc xe này là Việt Nam mình nhập từ Trung Đông về. Chiếc xe này sản xuất tại Nhật, xuất sang Trung Đông, và Việt Nam mình thì nhập từ Trung Đông về. Nhưng mà trên giấy tờ các thứ đều sản xuất tại Nhật ạ, Made in Japan quý vị và các bạn nhé. Nó khác với phiên bản nhập Thái kia rất là nhiều ạ, mà rất nhiều anh em thợ hay đang giới thiệu cho khách là nhập Nhật ấy. Nhập Nhật thì không phải nhập Nhật đâu quý vị bạn, chỉ sản xuất tại Nhật thôi ạ, chỉ còn nhập khẩu từ Trung Đông về. Và chiếc xe được sản xuất cuối năm 2010, cụ thể là sản xuất tháng 10 năm 2010, và nhập về Việt Nam mình là năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, và biển số thì rất là đẹp rồi ạ, biển số là 29A 20466, tức là mãi không tử và lộc lộc, song lộc đấy ạ. Vừa biển kép 66 và song lộc đấy, rất là đẹp. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, và đã lăn bánh được 5.1 km rồi. Với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản hết ạ, không có bị đâm đụng, không bị ngập nước, keo chỉ còn nguyên bản hết ạ, zin hết tất cả đấy ạ. Và chắc quý vị và các bạn cũng đã biết, đối với những cái dòng xe khác thì có thể một năm chạy rất là nhiều, nhưng mà tôi làm xe cũng lâu năm rồi, kinh nghiệm của tôi cho thấy là những chiếc xe Yaris như chiếc xe này đây phần lớn là được chị em phụ nữ sử dụng, và những chị em phụ nữ sử dụng thì thường là chạy rất ít, có những xe một năm chỉ chạy có mấy nghìn thôi đấy. Ví dụ như chiếc xe này một năm cũng chỉ chạy có mấy nghìn thôi ạ. Từ 2011 bắt đầu sử dụng xe, từ năm 2011, tức là chiếc xe này lăn bánh bắt đầu là từ năm 2011 cho đến bây giờ mà mới có 5.1 km thôi thì rất là ít ạ. Tức là mỗi năm cũng chỉ hết co chạy có mấy nghìn km thôi. Đấy, cho nên là nó rất là mới, rất là đẹp ạ. Trong khi đó những chiếc xe cùng phân khúc như chiếc xe này, nếu như chạy dịch vụ, nếu như chạy taxi, có thể một năm cũng đã lăn bánh được bằng chiếc xe này chạy gần chục năm. Đấy, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp nhé. Chúng tôi cam kết còn nguyên bản hết ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị các bạn ạ, chiếc xe này thì chúng tôi không hỗ trợ trả góp được quý vị các bạn nhé. Chỉ trả góp được với những chiếc xe sản xuất từ năm 2015 trở lên. Cho nên là chiếc xe này mà quý vị và các bạn mua thì phải thanh toán 100% chứ không làm trả góp được ạ. Nếu như quý vị và các bạn mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris Nhật xuất Trung Đông này, thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi. Tôi đã để ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn, đó là 0905 608 883, để được tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Yaris 2010 này, thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn tại cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu ạ.
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.